Xin chào tất cả các cô chím trụ đã quay trở lại với kênh CUA Vlog61 nha. Trước khi mà em báo giá SH thì em cũng sẽ cập nhật cho anh chị một số thông tin như thế này. Đầu tiên là sắp tới cửa hàng siêu thị xe máy Thành Dưỡng Pháp bên em sẽ là một đại lý chính hãng của xe điện Zadi. Nên là anh chị nào mà có con cái mà ở khu vực đây muốn mua những cái xe máy điện, xe điện của Zadi á, thì có thể lên cửa hàng siêu thị xe máy Thành Dưỡng Pháp bên em, nhập giá từ nhà máy luôn, hàng bên em là đại lý chính hãng luôn, nên là anh chị có thể được những cái mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Sắp tới sẽ có nhập rất nhiều và những cái clip lên về Zadi rất là nhiều cho anh chị ha. Đấy là sẽ dành cho con cái. Rồi, thứ hai là trước khi báo giá Honda SH này thì như tiêu đề và những cái hình ảnh anh chị đã xem rồi, đó chính là cập nhật về PCX 175 cho những cái chú nào, những bác nào mình đang thích PCX thì đang ngóng trông và đợi chờ rất là nhiều. 160 là đã cảm thấy là khá là ngon rồi. Vậy bây giờ 175cc thì có đi bằng A2 hay không? Và thì bây giờ có thể đi theo em để xem một số cái thông tin về PCX 175 nha. Mới đây thì một số hình ảnh render về chiếc Honda PCX 175 hoàn toàn mới dựa theo thông tin được hé lộ trong thời gian qua. Hứa hẹn sẽ mang đến những nâng cấp đáng kể cho mẫu xe PCX về ngoại hình, trang bị và được cập nhật thêm một số tính năng thú vị trên xe. Theo một số thông tin thì Honda sẽ mang đến cho mẫu PCX 2025 một vẻ kiểu dáng khí động học hơn, tốt hơn. Trong đó thì phần đầu xe được thay đổi với đường nét sắc cạnh hơn, hầm hố hơn. Thay vì phiên bản cũ nó sẽ là đèn tròn thì bây giờ nó đã hầm hố hơn rất là nhiều rồi, nó vuông vức hơn. Và kết hợp với cụm đèn pha chia thành hai cụm như hai mắt riêng biệt. Về thiết kế phần đầu đèn thì nó sẽ không giống như phiên bản tiền nhiệm của nó, nhưng mình sẽ giống với mẫu xe Forza 300 với phần đèn pha đôi. Đúng như với những hé lộ trước đó về mẫu xe tay ga thế hệ mới này. Điều khiến anh em đáng chú ý đó là việc Honda nâng cấp khối động cơ của PCX 2025 lên 175cc. Điều mà anh em hay đặt ra câu hỏi là chiếc xe PCX 2025 này có được lên là 175cc hay không? Thì theo một số hé lộ trên hình ảnh thì anh chị có thể thấy là khối động cơ mới này sẽ cho công suất khoảng 17 mã lực và mô men xoắn là khoảng 14 Nm. Việc tinh chỉnh này sẽ giúp khả năng tăng tốc lanh lẹ nhưng mà vẫn đảm bảo được hiệu suất về thể thao cũng như là hành trình dài. Kết hợp với đó là hộp số CVT với công nghệ là V-Matic mang đến khả năng điều khiển hiệu năng theo mong muốn của người dùng. Có thể thấy công nghệ này được xem như là một dạng tương tự với công nghệ tục bô ở trên Yamaha N-Max 155 được phân phối tại thị trường Indonesia. Ngoài ra thì một số điểm đáng chú ý là PCX 175 chính là mâm xe sẽ được thay đổi, mâm trước là 14 inch và mâm sau là 13 inch. Và cái mâm xe này thì sẽ tương tự cho mẫu Piaggio Medley, giúp xe có hiệu năng tăng tốc tốt và khả năng cân bằng êm ái hơn. Về công nghệ an toàn thì PCX 2025 sẽ tiếp tục trang bị hệ thống ABS 2 kênh trước và sau. Kèm theo đó là hệ thống TCS kiểm soát lực kéo mang lại sự yên tâm cho người trong những tình huống khẩn cấp như là đường trơn trượt, trời mưa, cát đá này nọ kiểu, thì nó sẽ tính toán cùng với ABS để cho xe các bạn an toàn hơn. Hơn nữa thì PCX cũng sẽ được bố trí một cái kính chắn gió có thể điều chỉnh để thuận tiện trong việc di chuyển ở tốc độ cao. Ngoài ra thì mẫu xe này được trang bị khả năng kết nối Bluetooth với chức năng thông báo cuộc gọi, theo dõi hành trình, thời gian bảo dưỡng. Tất nhiên là cái tính năng đó thì giống như trên Honda SH vậy đó, thì mình sẽ có một cái app My Honda mình kết nối Bluetooth với xe. Thì cái điều này thì mình nghĩ là ít người nào sử dụng lắm, chỉ lâu lâu theo dõi là điều bảo dưỡng bảo trì như thế nào thôi. Còn mà nghe gọi cuộc gọi nó kiểu thì dùng smartphone, smartwatch hoặc là chứ mà xài mà qua cái app mình để trên màn hình chiếu lên là kết nối Bluetooth vô thì ai gọi nó kiểu thì nó cũng không có khả dụng, tại vì khi mà gọi nó cũng không có hiện tên, chỉ hiện số thôi, cả Zalo hay là số điện thoại này cũng chỉ hiện số thôi. Đấy thì nó lại càng làm cho chiếc cái điện thoại của bạn bị hao pin hơn nữa, nên là mình nghĩ là cái này thì một Honda SH 160 á, thì không biết là các anh chị có ai sử dụng cái tính năng của nó không? Thế mình nghĩ là chắc chỉ đếm lên đầu ngón tay khi mà sử dụng kết nối đó thôi, đúng không? Và đó là cái mẫu xe PCX 175 2025. Thật ra nó chỉ là một cái thông tin đưa ra cho anh chị, hình ảnh này nọ kiểu, nhưng mà hình ảnh render thôi. Còn nếu như mà anh chị muốn biết chính xác thì em thì có thể nhấn follow kênh của Vlog61. Khi nào có thông tin chính xác hơn, cập nhật về chiếc xe đó và ra mắt hay là đưa về đại lý Việt Nam chúng ta nhập khẩu về thì em sẽ cập nhật thêm cho anh chị ha. Còn hiện tại PCX 160 á, thì đó đang có mức giá bán từ 80 đến 83 triệu đồng tùy vào phiên bản của nó. Túi tiền này, tầm giá này thì anh chị mua được chiếc PCX của Indonesia thì anh chị nghĩ là có nên mua hay không? Nhưng mà đối với bản thân em thì có rất nhiều người ta chơi kiểu dáng PCX, nhưng mà có rất nhiều người ta thích kiểu dáng, tại vì nó là một chiếc sofa trên đường, nó rất là khỏe, rất là đầm, rất là sugar daddy. Đấy, 80 tới 3 triệu thì anh chị lại còn nói thêm thì thôi thì mua chiếc SH đi, nó sang hơn, đẹp hơn nọ kiểu. Nhưng mà đối với bản thân mà ai thích cái kiểu dáng của hàng PCX thì phải lựa chọn PCX, còn ai thích SH thì mình mua SH. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại với SH nha. Quên nữa, và còn một điều nữa là anh chị hỏi em là những dòng xe như là PCX 160, SH 160, Air Blade 160 thì những chiếc xe này có cần phải thi bằng A2 mới lái được không? Thì em nói với anh chị ha, những cái dòng xe 160 mình vẫn đi bằng A1 được. Và cái bằng A2 thì cái bằng A1 mình thì chạy xe được dưới 175cc, nên anh chị có thể yên tâm khi mình chạy những dòng xe 160cc ha. Rồi, vậy thì SH hiện tại bây giờ tại cửa hàng siêu thị xe máy Thành Dưỡng Phát của em sẽ có mức giá như sau. Đối với dòng xe Honda SH 125 á, thì mình sẽ có phiên bản phanh CBS là 75,5 triệu, phiên bản phanh ABS là 82,5 triệu, phiên bản ABS xi măng là 83,5 triệu nha. Còn đối với SH 160 thì phiên bản phanh CBS á, là 93,5 triệu, phiên bản ABS màu trắng và màu đỏ là 102,5 triệu 500. Còn đối với phiên bản thể thao màu xám xi măng sẽ có mức giá là 103 triệu đồng. Giá em báo là đã bao gồm thuế VAT rồi đấy. Anh chị mà mua xe thì nhớ nha, cái giá em báo là bao gồm thuê VAT và màu sơn zin thôi. Còn những cái màu sơn độ mà anh chị vừa xem ở đây á, thì vui lòng cộng thêm 3,5 triệu tiền màu sơn giúp cho em. Thì lúc đó em sẽ thay đổi màu sơn trên cà vẹt cho anh chị nè, bảo hành màu sơn cho anh chị. Tại vì nhiều anh chị nói là đi những cái màu sơn độ như thế này á, thì rất dễ chày chóc và nọ kiểu. Chính xác là như vậy, nó lớp sơn nó sẽ mỏng hơn so với những lớp sơn zin từ nhà máy, nên là nó không phải, nó không bền, nó không xài được nha. Anh chị chạy có khoảng chục năm là vẫn chạy được ok, vẫn xài được rất là ok luôn. Nên là bên em có chính sách bảo hành cho anh chị, là khi mà anh chị chạy xe đi màu riêng, đậu xe ở chung cư, ở chợ búa nọ kiểu, hay là va quẹt gì đó chày chóc là anh chị phải chịu rồi đúng không? Đi xe mà không ai mà giữ chiếc xe màu zin được ngon lành hết trơn á. Đấy, còn nếu như mà anh chị đi màu sơn độ bên em á, thì bên em có chính sách bảo hành cho anh chị, là khi mà anh chị mà chạy xe mà chày chóc hay là bất cứ gì, miễn sao cái dàn nhựa, dàn áo nè không bể thôi, bên em sẽ dặm sơn tút hoàn toàn miễn phí cho anh chị. Anh chị chạy 5 năm, 7 năm, 10 năm nữa chiếc xe anh chị nó không có được đẹp nữa, anh chị muốn bán chiếc xe, đem chiếc xe anh chị ra đây sơn dặm tút lại hoàn toàn miễn phí cho anh chị nha. Thì anh chị đem xe bán cũng rất là ngon đúng không? Còn đi xe màu zin đâu có được như vậy. Đấy. Rồi thì trả góp những cái mẫu xe SH bên cửa hàng em á, đây rất nhiều màu sắc cho anh chị lựa chọn luôn. Ở phía trên kia thì mình còn những cái màu hồng, màu này nọ kiểu nữa, màu trắng đen nọ kiểu. Thì đối với những dòng xe SH này á, thì anh chị trả góp đưa trước cho em khoảng tầm 20% hoặc là 30%. Thí dụ em nói thí dụ chiếc xe này 100 triệu, thì anh chị đưa trước cho em khoảng tầm 30 triệu là anh chị lấy được chiếc xe về. Đó. Còn 50% thì mình được nhận cà vẹt gốc mang về nha, 50% đi về cà vẹt gốc, còn mà 30% thì đi cà vẹt photo, 40% đi cà vẹt photo thôi. Đó. Còn anh chị thắc mắc những cái vấn đề gì về đồ chơi xe hay là trả góp hay là lăn bánh ở tỉnh thành khu vực mà anh chị muốn lăn bánh á, nhớ nha, tỉnh thành khu vực mà anh chị đang ở Hồ Chí Minh thì anh chị mua xe chỗ em được, chứ anh chị với Cà Mau mà anh chị lên đây gọi, anh hỏi alo em ơi giá xe lăn bánh Cà Mau là bao nhiêu, em báo giá cho anh chị, xong anh chị nói ok để chị đi ra mua, là chị ra cửa hàng ở Cà Mau anh chị mua là không có đúng giá nha. Mỗi cửa hàng, mỗi nơi nó có mức giá bán khác nhau, mỗi người có một cách chêm giá khác nhau. Đó, nên là không có cửa hàng nào giống cửa hàng nào hết trơn á. Anh chị gọi giá chỗ nào nó gần khu vực mình thì nó chính xác hơn. Đấy. Rồi thì đó là một số cập nhật nhanh của em về dòng xe PCX 175 2025. Anh chị đánh giá như thế nào về mẫu xe đó và giá bán của Honda SH nữa. À thêm một cái câu hỏi nè, anh chị hay hỏi là SH 2025 khi nào ra mắt? Anh chị đợi đi. Cuối năm nay hoặc qua năm sau là SH sẽ ra mắt. Tại vì nó sẽ phải giải tồn hết cái số lượng hàng tồn này nọ. Nó đang giảm giá rất là nhiều. Chưa bao giờ anh chị thấy được cái giá SH nó rẻ tới 103 triệu chiếc xe như thế này đúng không? Thì bây giờ đang giảm giá, giảm tồn, giảm bán để chi? Ra hết xe là mình sẽ ra được phiên bản SH 2025. Đấy, và cùng mong đợi thử coi SH 2025 nó sẽ thay đổi những gì nha, hay là chỉ thay đổi màu sơn thôi. Đấy, rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô Chín Chủ ở những clip tiếp theo.